Hello mọi người, thì dạo gần đây các bạn coi trên channel của TechLab thì các bạn sẽ thấy mình làm khá là nhiều những cái video về những cái mẫu laptop Windows ha. Tuy nhiên mình không phải là một người xài laptop Windows thường xuyên các bạn ạ. Mà cái máy chính mà mình sử dụng đó là MacBook, mình cũng đã chia sẻ trong rất là nhiều những video trước đây, các bạn có thể nhấn vào và các bạn xem lại ha. Thì hôm nay cũng là về chủ đề MacBook, nhưng mình muốn chia sẻ một cái khía cạnh khác mà mình nghĩ là cũng có nhiều bạn đang cần. Đó chính là khi chúng ta đã mua MacBook rồi thì chúng ta nên mua những cái món phụ kiện gì cho nó. Cho các bạn cũng thấy là trên bàn của mình đây và cả bên dưới nữa, nhiều quá mình không có để hết. Mình đã mua rất là nhiều những cái phụ kiện cho chiếc MacBook của mình. Có những cái mình mua mình thấy nó đáng tiền, có những cái mình mua mình thấy nó hơi phí tiền. Vậy thì cái nào thật sự cần thiết thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Rồi, đầu tiên nói về một cái điểm mà rất là nhiều người ưa thích và sử dụng MacBook xuyên suốt trong hơn mười mấy năm qua, đó chính là về cái phần thiết kế. Và bạn kể cả bản thân mình cũng vậy. MacBook, cho dù các bạn mua phiên bản từ, mình nhớ là từ năm 2011 đi ha, cho tới tận thời điểm hiện tại, tuy có sự thay đổi về mặt thiết kế, nhưng về chất lượng build và về tổng thể thì nó luôn luôn nằm ở mức cao. Chúng ta sở hữu một cái MacBook với một cái khung nhôm gọi là nguyên khối, có thể MacBook có thể nói là trong những laptop tiên phong trong một cái thiết kế unibody ha. Nhìn vào là các bạn sẽ thấy cái sự sang trọng của nó rồi. Full kim loại, mát mẻ, lạnh ngắt từ trên xuống dưới, bên cạnh trái, cạnh phải, tất cả đều được làm từ nhôm. Nói chung là nhìn nó rất là xịn sò luôn. Nhưng mà chính vì cái đẻ đẹp và cái sự xịn sò trong mặt chất liệu, nó đã dẫn tới khá là nhiều những cái nhược điểm mà nếu như các bạn xài, các bạn không giữ á, sau một khoảng thời gian á, thì các bạn sẽ thấy lộ ra những cái đó rất là nhiều. Thì ở trên bàn của mình đây, đó là một cái mẫu MacBook Pro 16 inch phiên bản 2018. Chiếc máy này á, thì mình dùng để edit video và mình xài cũng như là không bảo vệ, không gì hết, thực chiến luôn. Xài bỏ qua lô, mở ra edit, bỏ vô ba lô lại, mang đi đặt lên bàn và chiến tiếp từ nơi này qua nơi kia, có khi ra cà phê luôn. Thì sau một khoảng thời gian dài sử dụng, các bạn sẽ thấy gì? Các bạn sẽ để ý đó là chiếc máy của mình nó sẽ bị trầy xước khá là nhiều, và đặc biệt là nó bị mớp các bạn ạ. À, đặc biệt là những cái mẫu MacBook mà nó càng mỏng á, thì nó càng dễ bị mớp. Chẳng hạn như là phiên bản 2018 của mình đây, hoặc là phiên bản MacBook Air đi. Đây, các bạn sẽ để ý là chỉ cần một cái tác động nhẹ thôi là những cái phần cạnh viền này nó có dễ dàng nó bị lõm vô chút xíu. Nè, bên đây cũng có nè. Nói chung là chiếc này, máy này nè, và ngay các phần mặt đáy của mình nha, nó cũng bị cứng và nó để lại những cái lõm như vậy. Nói chung thì cái này nó có ảnh hưởng nhiều hay không thì mình nghĩ là ngoài cái việc là rớt mà mạnh quá thì nó sẽ bị hư, còn nếu mà rớt nhẹ nhẹ đi thì nó không hư, nhưng mà nó làm cho cái tính thẩm mỹ của cái máy này nó giảm xuống đi khá là nhiều. Đó, cho nên cái đầu tiên khi các bạn mua MacBook, theo ý kiến cá nhân của mình, đó là các bạn hãy trang bị những cái lớp bảo vệ cho nó. Thì bảo vệ như thế nào mình sẽ chia sẻ ngay sau đây luôn. Rồi, như bạn cũng thấy ở đây thì đây chính là cái máy MacBook Pro 16 inch mới của mình mới vừa mua. Thì so với cái máy trước đây của mình đó, các bạn sẽ thấy là mình trang bị tận răng luôn cho nó. Rồi, cái đầu tiên mình sẽ gửi cho các bạn coi. Không phải cái này nha các bạn, cái này là cái thứ hai, nhưng mà cái đầu tiên mình muốn nói đó là bất kể các bạn mua MacBook Pro, MacBook Air hay những cái MacBook khác, thì cái việc đầu tiên các bạn nên làm đó chính là các bạn dán cái máy này lại. Cái việc dán máy lại nó sẽ hạn chế cái việc gọi là những cái bụi bẩn, bụi hay những cái vết xước nó vô tình nó làm giảm đi cái vẻ đẹp của cái máy. Thì trên thị trường có rất là nhiều những cái bộ dán 5 trong 1, 7 trong 1, và cái mức giá dao động mà mình để ý đó là từ 500.000 cho tới 900.000, tùy theo thương hiệu và tùy theo kích thước máy ha. Thì mà cũng thấy là cái miếng dán mình dán gọi là dán full, thì nó sẽ dán cái phần mặt trước nè, và sau đó nó sẽ dán cái phần màn hình. Cái phần màn hình là một cái cực kỳ cần thiết các bạn dán nha. Và mình nghĩ nha, với một cái màn hình như vậy, cái mức giá thay nó nhiều và mình lại không dán nó, thì xài giả sử mà có chày xước gì đó thì mình thấy là nó bị giảm tính thẩm mỹ và nó cũng tiếc lắm các bạn. Cho nên cái việc dán màn hình là một cái việc nên làm nha. Rồi, tiếp theo của cái việc dán này đó chính là cái việc dán phím. Nói chung là lúc ban đầu khi mà mình xài MacBook á, mình cũng không có dán phím các bạn. Đây, sẵn đây thì mình sẽ demo cho các bạn coi luôn. Đây, một khoảng thời gian đầu khi mà mình xài mình không có hề dán phím á các bạn, thì các bạn sẽ để ý là phím MacBook có một cái là nó bị bóng lên khá là nhanh so với những thương hiệu khác.
Cái này mình cũng không hiểu là tại sao nó lại như vậy nữa. Nhưng mà các bạn để ý, dù tay các bạn có nhiều mồ hôi hay ít mồ hôi thì khi các bạn gõ trên cái phím của MacBook một khoảng thời gian dài, các bạn sẽ thấy là những cái phím này nó bóng lên đáng kể và nó làm mất thẩm mỹ khá nhiều. Giống như kiểu là mình nhìn vô cái máy nó bị dơ các bạn. Các bạn hiểu không? Cho dù các bạn mà cái máy các bạn xài, các bạn có lau chùi, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hết, nhưng mà lúc nào nhìn các bạn phím nó cũng bóng giống như dạng có dầu mỡ vậy đó. Cho nên là nhìn nó khá là khó chịu. Và đặc biệt nha, những cái bóng này khi các bạn mà để phím mà nó bị bóng rồi đó thì nó sẽ bóng luôn. Các bạn sẽ không có thể nào gọi là lau chùi nó hết đi được. Cách duy nhất là các bạn đi thay nguyên cụm bàn phím mới thôi. Thì cái đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Cho nên cái điểm thứ hai mình nghĩ cực kỳ quan trọng luôn là các bạn sẽ cần phải dán phím ha. Thì hiện tại trên Shopee hay là trên những cái cửa hàng họ có bán những cái bộ dán phím dành cho MacBook và nó là dạng dán bằng keo 3M. Cho nên nó sẽ bám rất là tốt ở trên cái phím này và có rất là nhiều những cái họa tiết cho các bạn lựa chọn ha. Thì các bạn cũng thấy ở đây á, thì mình đang lựa chọn cái họa tiết dạng màu xám như vậy, nhìn nó tương lai, nhìn nó xịn sò hơn nha. Và mình nghĩ nha, đối với những dạng mà dán phím mà nhám nhám nè, nó sẽ tạo cho các bạn cái kiểu mà các bạn bấm nó thích tay hơn. Và tất nhiên rồi, nó sẽ hạn chế được rất là nhiều những cái dấu bóng và mồ hôi nha. Cái này là cái mà mình luôn luôn, cái combo mà dán full với lại đi dán bàn phím là những cái mình luôn luôn làm khi mà mua MacBook mới ha các bạn. Cái này là một cái điểm các bạn nên làm. Và một điểm nữa, có nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình đó là anh ơi, bây giờ nếu như em không muốn dán phím mà em mua một cái miếng gọi là miếng silicone phủ lên cái bề mặt phím á, gọi là bộ phủ phím á, thì nó sẽ như thế nào? Thì ý kiến cá nhân của mình là phủ cũng được, nhưng mà phủ nó sẽ mang lại hai cái nhược điểm. Cái đầu tiên là xài một khoảng thời gian dài các bạn không vệ sinh á, thì ở bên dưới á, nó sẽ tích lụ bụi khá là nhiều. Cái điểm thứ hai, phím MacBook không phải là một phím có hành trình tốt. Chưa bao giờ ai nói phím MacBook gõ ngon hơn ThinkPad hay là những dòng laptop gaming cả. Cái hành trình phím của nó đã thấp rồi, nhưng mà các bạn còn lại phủ thêm một cái miếng cao su ở trên nữa, cho nên cái khi mà các bạn gõ, cái cảm giác gõ nó tệ hơn đi rất là nhiều luôn nha các bạn. Đã có từng một khoảng thời gian mình xài cái miếng phủ phím của GCPan của Nhật luôn á, để lên mấy trăm nghìn lần nhưng mà gõ rất là chán, gõ không có cảm xúc gì luôn, mà nó còn bị nó bị làm cho cái workflow của mình nó bị giảm đi đáng kể. Cho nên cái việc dán phím mình vẫn đánh giá cao hơn là cái việc các bạn mua phủ phím ha. Rồi, và bây giờ sẽ tới cái phần cuối cùng trên cái bề mặt ngoại hình của cái MacBook ha. Đó chính là khi các bạn mà đã dán full rồi đó thì rõ ràng là nó sẽ được hạn chế được chày xước này nọ các kiểu, nhưng mà những cái phần viền bên cạnh như vậy thì nó sẽ không bảo vệ được. Khi các bạn bỏ vô ba lô hay là các bạn để nó chống nó va đập hay gì đó thì những cái phần cạnh viền có thể sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên tới thời điểm này thì sẽ có hai phương án cho các bạn lựa chọn tùy theo cái sở thích của bạn. Cái đầu tiên các bạn muốn nhanh chóng gọn gàng đó thì các bạn sẽ xài một cái lớp phủ case này như mình. Đó, hồi nãy mình đã mở ra cho các bạn coi, bây giờ mình sẽ gắn lại. Đó, và sau khi mà mình đã dùng một cái case bảo vệ như ngoài như vậy á, thì các bạn sẽ thấy là nó gần như là bảo vệ được toàn bộ cái máy ha. Từ mặt trước, mặt sau, bao gồm cả cái phần viền bên cạnh này. Tuy nhiên sẽ hơi lộ ra một chút xíu ở cái phần các nút, các cổng kết nối và cái phần mặt gáy một chút xíu. Thì cái này là các bạn cũng nên hạn chế, gọi là những cái phần thành chỗ nguy hiểm này các bạn đừng có để nó đụng chạm hay là bị để những vật cứng vô ha. Thì nó sẽ có giờ gần như là bảo vệ toàn bộ cái máy này rồi. Và cái việc các bạn chọn case thì các bạn cũng cần phải lưu ý nha. Trên Shopee có bán rất là nhiều cái case, giá rẻ cũng có nữa, mình thấy trăm mấy cũng có nữa. Nhưng mà khi mà các bạn mua thì các bạn nên chú ý những điểm sau. Đã xài case rồi thì cái case đó nó phải phù hợp, nó không được che những cái khe tản nhiệt hay những cái thành phần quan trọng đi. Nó sẽ làm cho máy nó, cái hệ thống tản nhiệt nó bị giảm đi thì nó sẽ không tốt cho máy. Cho nên các bạn lựa, các bạn cũng nên lựa loại tốt chút xíu ha. Khoảng chừng mình nghĩ case này khoảng chừng từ 4-500 cho tới 6-700 là các bạn đã có một cái case tương đối tốt rồi. Rồi bây giờ tới yếu thứ hai, nhiều bạn lại nói nếu như bây giờ tôi không thích xài case thì có cách nào bảo vệ máy được hay không? Bỏ ba lô mà ba lô chống sốc được hay không? Thì xin thưa các bạn nè, đây nhân vật chính của chúng ta đây, bỏ ba lô chống sốc đàng hoàng luôn, nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ biết được là trong quá trình các bạn di chuyển bên ngoài từ tháng này qua tháng kia sẽ có những trường hợp vô tình cái ba lô các bạn đặt nặng, đặt hơi mạnh xuống đất một tí hoặc là rớt nhẹ một cái đi, thì những cái nhẹ nhẹ thôi nó cũng đã đủ làm cho cái mắt của bạn nó bị có một cái vết rồi. Nó hay đó các bạn, đụng nhẹ thôi là có vết rồi các bạn. Cho nên đó là
Nếu như không thích xài case thì mình vẫn khuyên các bạn là nên mua một cái bao chống sốc như vậy thì nó sẽ bảo vệ được tốt hơn cho cái máy của các bạn ha. Nhưng mà mua bao chống sốc thì phải có hai điểm lưu ý. Cái điểm đầu tiên, khi mình để ý là những cái shop bán MacBook hiện tại khi mà mua máy họ sẽ tặng cho các bạn những cái bao da miễn phí như vậy. Thì ok, tặng thì mình cảm ơn thôi. Nhưng mà những cái món này nó sẽ không đáp ứng tốt được cho cái việc bảo vệ máy. Cái thứ nhất là khi các bạn nhìn vào bên trong, các bạn sẽ thấy đó là khi bạn rờ vô các bạn sẽ thấy nó gần như là chỉ là hai miếng mút ở bên đây và bên đây thôi. Và nó hết rồi, nó không có cái gì bên trong cả. Và khi các bạn bỏ cái máy này vô và khi các bạn mà kéo lại đi thì những cái thành phần mà dễ cứng nhất là phần gốc như vậy nè đó. Và bên đây nữa, nó hoàn toàn không bảo vệ được máy. Mình đã có từng thấy một bạn của mình dùng cái bao này, bỏ vô xong rớt vẫn bị móp như thường. Cho nên là mình không có recommend để các bạn xài những cái đồ tặng này nha. Nó xài tạm thì được, còn khi nào mà hầu bao nó rụng rỉnh tí thì các bạn nên mua những cái bao chống sốc tốt hơn. Chẳng hạn ở đây mình thấy là mình rất thích xài cái thương hiệu Tâm Tóc này. Mua chính hãng Việt Nam cũng có, mua sách tay cũng có, các bạn này là từ Mỹ về. Các bạn có thể tìm hiểu ha. Cái hay của cái Tâm Tóc này mình thấy là cái đầu tiên đó là các bạn sẽ thấy cái lớp phủ bên trong nó xịn sò hơn, nó dày hơn. Và có một cái nữa, cái công nghệ mà nó gọi là cái gì đây, mình còn để cái tem này mình nói các bạn, là cái công nghệ Corner Armor. Có nghĩa là nó không chỉ bảo vệ phần cạnh bên dưới và bên trên mà nó còn bảo vệ luôn cả cái phần góc viền của cái máy nữa, đó chính là phần này. Các bạn sẽ thấy là phần góc của cái túi này nè, nó có luôn một cái lớp phủ luôn và nó rất là dày. Chính vì vậy á, khi mà các bạn mà bỏ cái MacBook vô á thì nó sẽ, đây các bạn để ý nè, nó sẽ bảo vệ, nó che được luôn cái phần cạnh này. Đó, cho nên là khi các bạn mà di chuyển, các bạn có vô tình các bạn làm cứng xuống vậy thì cái phần này nó cũng đã bảo vệ được phần cho ít nhiều, nó cũng bảo vệ được cái góc của cái máy của bạn, nó đỡ cho cái việc là cái góc có bị cứng hay không. Đó, cái này một cái nhỏ thôi nhưng mà mình thấy là hãng Tâm Tóc có được cái này, nó giúp bảo vệ máy nó ok la hơn rất là nhiều ha. Tất nhiên trên thị trường vẫn có rất là nhiều những cái thương hiệu khác làm ok chứ không phải chỉ riêng là Tâm Tóc, cho nên các bạn cứ tìm hiểu kỹ nha. Mua thì nên mua trực tiếp tới coi những cái thành phần này có bảo vệ được cái máy hay không rồi hãy mua. Cái điểm cuối cùng trong cái việc ngoại hình của cái con mắt bố hoa, các bạn sẽ thấy đây, mình mở lên mà coi, đó là mình luôn luôn phủ một cái lớp khăn ở trên cái bề mặt phím như vậy. Cái công dụng đầu tiên các bạn biết là gì không, là ngoài cái việc là ok mở ra thấy máy bị bụi thì lấy cái này lau màn hình các kiểu, mà cái công dụng thứ hai mà mình để ý ít nhiều bạn biết đó chính là cái phím MacBook này nó hoàn toàn không hề phẳng so với cái bề mặt này, bề mặt kê tay này. Cho nên khi các bạn đóng lại mà các bạn còn dán màn hình, là cái màn hình của các bạn đã dày lên một chút, các bạn dán phím là cái bàn phím của bạn ít nhiều nó cũng dày lên một chút. Cho nên trong quá trình các bạn sử dụng này, các bạn không có cái miếng này, các bạn đặt xuống vậy, đi ra đi vô xài 2-3 tuần 1 tháng thì trên cái màn hình này nó sẽ xuất hiện những cái vết hằn của bàn phím. Nếu mà còn dính bụi nó còn ghê hơn nữa. Và một khoảng thời gian lau chùi riết thì khi nó sẽ không hết được và nó để lại những cái dấu hằn nó khá là khó chịu và bắt buộc là các bạn phải đi thay một cái miếng dán màn hình khác. Cho nên cái cách hay nhất đó chính là các bạn để cho mình một cái miếng vải ở đây. Vải này các bạn có thể mua ở trên Shopee rất là nhiều ha, gọi là miếng vải đặt laptop á, các bạn search lại các bạn ra và các bạn đóng lại như vậy. Đó thì nó sẽ bảo vệ được tốt hơn. Nó sẽ giúp cho cái màn hình sẽ không bị cứng bàn phím nữa. Một cái điểm nữa mình nghĩ các bạn nên mua. Rồi, bây giờ đã xong về mặt ngoại hình, bây giờ sẽ nói về những cái phụ kiện hỗ trợ trên cái con MacBook ha. Cái điểm đầu tiên mình sẽ nói luôn, laptop, MacBook gì đó thì chúng ta cũng phải cần có nguồn. Thì đây, xin giới thiệu các bạn đây, siêu phẩm sạc của Apple. Sạc của Apple thì từ trước đến nay được đánh giá là nhỏ gọn nè, rồi nhìn nó đẹp, nó tinh tế, nó màu trắng, nó không có ụt mịt như là những cái mẫu sạc của laptop Windows. Nhưng mà các bạn có biết gì không? Chính vì cái vẻ đẹp này rồi đây, mình xài cũng không phải là quá dơ hay là gọi là quá phá đâu. Nhưng mà các bạn thấy không, sau một khoảng thời gian dài sử dụng rồi, cái cục sạc của mình nó đã bị chày đi rất là nhiều. Khi mà chiếu đèn vô các bạn thấy là nó xước dăm từ trên xuống dưới luôn và nó cực kỳ khó chịu. Đó, nó nhìn nó không đẹp chút nào. Thì tới lúc này có cách nào để hạn chế được cái việc này hay không? Thì tất nhiên rồi, có. Một là các bạn mua những cái cục sạc bên ngoài màu đen. Chẳng hạn đây, mình có sạc Ugreen.
ở đây đó, các bạn thấy không, cái phụ kiện này là sẽ không khuyên các bạn mua hay không mua nha. Các bạn có nhu cầu sạc nhiều thì các bạn hãy nên mua nha, còn không thì sạc xài cục sạc của nhà sản xuất đưa ra là đủ rồi, tiết kiệm chi phí. Nhưng mà ở đây các bạn nói không, xài màu đen này dù có dơ hay dù có bị chày thì nhìn nó còn đỡ hơn cùng màu trắng, thì đây là một cái phương án option đầu tiên dành cho những bạn nào hơi dư tiền chút xíu thì có thể mua được. Nhưng mà cái muốn nói bây giờ muốn xài sạc zin thì sao, đây mình sẽ để cho bạn ơi, đây là cục sạc 140W của Apple, và mình đã có một cách, đó chính là mình mua một cái bao silicone như vậy, nó sẽ hạn chế chày xước được ở trên cái bề mặt, thì sẽ bảo vệ cho cái này nhìn nó đẹp hơn, cầm nó cũng chắc chắn hơn, nó đỡ dơ hơn, nói chung là đỡ dơ hơn đó các bạn. Mình thấy đó là Apple họ đã làm ra những cái dây sạc màu khác rồi, màu đen có, màu đen có rồi, màu xanh đậm cũng có rồi, thì mình hy vọng trong những năm sau Apple sẽ đưa cho ra mắt những cái cục sạc nó có màu khác, màu trắng giùm mình cái cho nó đỡ dơ chứ không có gì hết. Rồi và nói tới đây mình sẽ có một cái nữa mình nói về cái cục sạc này. Một trong những cái điểm mà mình ghét nhất khi đi ra ngoài quán cà phê mà phải sạc MacBook nha các bạn, đó chính là cái chân sạc của cái adapter này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Tùy thị trường thì sẽ có nhiều loại chân sạc khác nhau, chân sạc 2 chấu có, chân sạc 3 chấu bự cũng có, nhưng nó có chung một cái đặc điểm các bạn có biết là gì không? Đó chính là nguyên cái cục adapter này nè, những cái thành phần linh kiện nó sẽ nằm trong đây và nó gắn một cái dây để nó cắm sạc vô cái MacBook của các bạn. Nó ngược với Windows. Windows là một cái cục adapter rất là bự nhưng mà nó sẽ ra hai cái dây, một cái dây nó cắm thẳng vào cái nguồn điện, ổ điện đúng không? Thì bây giờ cái này nè, khi nó nhỏ gọn hoáy nhưng mà tất cả mọi thứ nó tập hợp ở đây, khi các bạn cắm vào cái ổ điện đó thì nguyên một cái trọng lượng của cái cục adapter này nó sẽ kéo cái adapter này rớt xuống và nó không giữ được cố định ở trên cái ổ điện, đặc biệt là những cái ổ điện ngoài quán cà phê nha, được cắm rất là nhiều lần nha, cho nên nó sẽ bị lờn và nó sẽ bị rất là dễ bị rớt xuống. Bạn nào mà đã từng xài MacBook á thì các bạn sẽ hiểu được cảm giác này, cứ vừa cắm vô một cái chút xíu nó bị rớt ra, cắm vô cái nó bị rớt ra, nó cực kỳ là khó chịu luôn. Cục này còn đỡ nha các bạn. Từ khi mà mình chuyển sang xài cái cục 140W của MacBook Pro đi, mình cầm cái này mình gắm vô thôi là nó bị rớt ra ngoài rồi. Cái chân này nó quá là mỏng và nó không đủ sức để nó cố định nguyên cái cục sạc này ở trên cái ổ điện, đặc biệt là ổ điện âm tường ở trên những cái quán cà phê. Đó, cái này là một cái cực kỳ khó chịu luôn. Cái thứ hai nữa đó chính là bây giờ đi cà phê đâu phải lúc nào chúng ta cũng có một cái vị trí thuận lợi kế bên cái ổ điện để chúng ta cắm điện đâu đúng không? Ở xa quá cắm sau tới, mà cái này cục này có nhiêu đây, mà cái dây sạc của Apple thì tầm 1.5-2m là tối đa rồi. Vậy thì có cách nào hay không? Và cái giải pháp mà có thể xử lý hai vấn đề này cùng một lúc mà mình đã phát hiện ra vài năm trước, đó chính là mình sẽ xài một cái dây điện đầu số 8 này nha các bạn. Nhìn nó vậy thôi nhưng cực kỳ hiệu quả. Cục sạc MacBook có thể thay đổi thiết kế kích thước qua nhiều năm nhưng có một cái không bao giờ thay đổi, đó chính là cái phần đầu này có thể tháo ra được. Và khi các bạn để ý là tháo ra, chúng ta sẽ có một cái cổng số 8 ở đây. Đó, thấy chưa? Demo các bạn coi luôn, cục sạc mới nhất của Apple 140W. Tháo ra có ngay một cái cổng số 8 ở đây luôn, hay không? Rồi, chính vì có một cái cổng số 8 đây cho nên mình sẽ tận dụng được và mình gắn cái dây sạc này vô đây, hoàn toàn khớp luôn. Và từ đó cái việc đó mà gắn được cái dây số 8 này nó có tới hai công dụng lận. Cái đầu tiên đó là bây giờ cái cục này giống như là một cái cục adapter sạc của Windows rồi các bạn, nó không cần phải bám lên tường nữa, các bạn có thể đặt ngay dưới đất như vậy và sau đó cái dây như vậy nó sẽ cắm lên cái ổ điện trên tường. Và cái dây này tất nhiên rồi, cái đầu này nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với việc cắm nguyên một cái cục này lên tường, cho nên nó sẽ giữ cố định được ở trên ổ điện. Đó, cho nên là cái việc gọi là bị rớt ra trong quá trình mình cắm á, nó sẽ ít xảy ra hơn. Cái ưu điểm thứ hai các bạn thấy rồi, đây siêu dài luôn. Một cái khoảng từ đây tới đây là đã dài một khúc rồi, còn thêm cái dây sạc từ cổng C này kéo ra ngoài nữa thì nó sẽ dài thêm một chút nữa. Chính vì vậy khi mà đi quán cà phê cực kỳ hữu hiệu luôn. Các bạn có thể ngồi ở bên hướng bên đây, các bạn thấy ổ điện ở hướng đối diện cách 2-3m gì đó, các bạn hoàn toàn có thể lấy đó cắm. Rồi các bạn để cục này dưới đất, các bạn kéo về cái con MacBook của mình là các bạn có thể xài được rồi. Thì tất nhiên cái cách làm này á, nó sẽ làm cho cái cục sạc này nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm so với cái việc là chúng ta xài một cái đầu zin như vậy. Nhưng mà các bạn phải hiểu đó là chúng ta xài máy mà, chúng ta cần thực dụng, chúng ta những lúc chúng ta cần có pin để chúng ta hoạt động chứ đâu phải là cần nó đẹp đâu đúng không các bạn. Cho nên
Cái này là một cái mình thấy cực kỳ hữu ích mà các bạn có thể tham khảo ha. Bây giờ sẽ nói về cái cổng kết nối ha. Nếu như những bạn nào mà xài những mẫu MacBook Pro phiên bản từ 2021 trở về sau, những con ngon mà xài chip M1 nha, M1, M2 và M3, sau khi bị người dùng phàn nàn quá nhiều, Apple đã mang lại những cái cổng hết sức thú vị, chẳng hạn như cổng sạc MagSafe nè, rồi chúng ta có hai cổng USB-C quen thuộc không phải nói ha. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua bên đây, các bạn sẽ thấy hai cái cổng cực kỳ quen thuộc đã từng bị bỏ đi trước đây và giờ mang lại, đó chính là cổng HDMI truyền thống và cái khe thẻ nhớ này đó. Cho nên từ đó nó sẽ có cái những cái trường hợp như vậy. Nếu như các bạn là một người có nhu cầu về trình chiếu, các bạn cần xuất ra màn hình lớn hơn, các bạn edit hình ảnh, biên tập video, các bạn cần cắm thẻ nhớ vô, thì các bạn mua phiên bản từ M1, phiên bản 2021 trở về sau, thì các bạn sẽ có được những cái cổng này. Các bạn sẽ không cần mua thêm bất kỳ một cái adapter sạc nào khác nữa, trừ trường hợp các bạn cần cái cổng USB-A. Đó, trường hợp các bạn cần cổng USB-A để các bạn gắn những cái thiết bị mà nó chỉ còn cổng USB-A thì các bạn mới cần mua thôi ha. Còn quay ngược lại, đây lại là một siêu phẩm đời đó nữa. Một siêu phẩm năm 2018. Rất là nhiều lỗi, không mà lại còn không có nhiều cổng kết nối, rồi thêm lỗi bàn phím cánh bướm bên trong nữa. Thì thôi kệ, lỡ rồi thì mình sẽ nói luôn. Đây các bạn sẽ thấy là xung quanh chúng ta chỉ có 4 cổng USB-C mà thôi, và nó thiếu rất là nhiều cho nhu cầu xài. Chính vì vậy những bạn nào mà đang xài những cái máy từ 2020 trở về trước, hoặc là những cái mẫu MacBook Air, hoặc là những mẫu MacBook Air, MacBook Pro 13 inch, các bạn bị thiếu những cái cổng kết nối á, thì các bạn cần phải trang bị một cái hub như vậy. Cái hub này trên thị trường hiện tại thì nó cũng đã giảm nhiệt khá là nhiều rồi. Trước đây nha, một cái hub mà xài được á, thì nó cũng phải rơi vào khoảng hơn 1 triệu hoặc thậm chí là 2 triệu. Nhưng hiện tại thì cũng có khá là nhiều những hãng làm rồi và mức giá nó cũng bị đạp xuống một chút xíu. Và đây mình đang có một cái hub mình xài từ đó đến giờ, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều những cái cổng kết nối HDMI nè, USB-C, micro SD, SD, hai cổng USB-A luôn. Đặc thù có những cái hub nó có luôn cả cổng LAN. Cho bạn nào muốn xài mạng kết nối ổn định thì các bạn có thể cân nhắc mua ha. Và khi mua rồi á, thì cái dạng này thì các bạn sẽ gọi là cắm thẳng vô cái MacBook được luôn. Đó, thấy không? Rất là gọn gàng. Mà một cái mình để ý nha, khá là hay nha các bạn. Tuy là qua các năm rồi, nhưng mà Apple rất là OCD. Những cái thành phần á, nó cái độ khoảng cách của nó như thế nào từ năm trước thì qua năm sau, qua 10 năm sau nó vẫn giữ nguyên như vậy. Chẳng hạn như đây là con MacBook mới của mình đây, khi mà mình cắm cái này vô. Đó, các bạn thấy không? Nó vào luôn. Hoàn toàn khớp luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm đó, là dù các bạn xài phiên bản đời mới nhưng mà các bạn vẫn xài lại được cái hub này. Rất là hay luôn. Nhưng mà có một điểm, cái này cái sai lầm của mình mà mình cần phải cảnh báo các bạn, đó là khi các bạn mua hub, các bạn không nên mua cái dạng có cổng USB-C gắn liền với cái phần thân như vậy, và từ đó chúng ta sẽ gắn vô thẳng vô cái phần MacBook như vậy. Các bạn có biết tại sao không? Cái điểm thứ nhất, cái này có một cái điểm, đó chính là nó đẹp, nó gọn gàng, nó khớp vào máy luôn, nhìn nó có cái sự gọi là đồng bộ nhất định, đặc biệt khi các bạn không xài ốp nha. Các bạn sẽ thấy là nó khớp rất là ok luôn, nó đồng bộ nè, nhìn nó đẹp, kim loại nhìn nó rất là ok. Nhưng mà nó xảy ra một cái nhược điểm rất lớn nếu như các bạn không cẩn thận, đó là vô tình các bạn đi qua, các bạn đạp nó, các bạn đụng nó, có một cái lực tác động mạnh xuống thì có khả năng nó bị gãy nha các bạn. Và khi bị gãy rồi thì hai cái cổng USB-C này nè, nó có khả năng nó dính vô luôn vô máy, và có khi chúng ta sẽ không lấy ra được, hoặc là hư, mình phải mang lên trung tâm bảo hành. Đó là một cái điểm cực kỳ nguy hiểm nha. Cho nên cái lời khuyên của mình á, các bạn nên xài cái này, các bạn cũng là hub nhưng mà nó không gắn liền mà có một cái sợi cổng dây ra như vậy. Và khi các bạn mà cần gắn á, thì các bạn chỉ cần cắm vô giống như các bạn cắm dây điện thoại thôi, và nó sẽ lòi ra như vậy. Nhìn nó thì nó sẽ không được gọn gàng, nó không được rấp rẽn cho lắm, nhưng mà ok, nó bảo vệ được máy, nó đỡ hơn rất là nhiều, bị gì thì rút ra thôi. Đó, cho nên nó là mình nghĩ cái dạng có dây này nó sẽ ok hơn là cái dạng có cái phần thân này, thì các bạn cũng nên cân nhắc nhé. Và đó là những cái món phụ kiện mà mình nghĩ là nó tối ưu, nó cần thiết khi các bạn mua máy thì các bạn có thể cân nhắc mua luôn để cho cái trải nghiệm làm việc
và làm việc của bạn nó trở nên nó suôn sẻ hơn trên những cái đời MacBook ha. Ngoài ra mình có mua thêm những cái món khác, nhưng mà mình nghĩ cái mức độ ưu tiên của nó sẽ không có cao bằng những cái món mình nói lúc nãy. Các bạn có thể cân nhắc là các bạn mua liền, hoặc là từ từ mua, hoặc là nếu các bạn vệ sinh thì các bạn sẽ không cần phải mua. Đó, chẳng hạn như đây mình có mua thêm một số những cái bộ vệ sinh MacBook nè các bạn. Đó, chẳng hạn như các bạn mở vô trong thì các bạn sẽ có đồ phủi bụi, rồi đồ lau màn hình, rồi nước rửa màn hình, rồi lau này nó các kiểu. Ở đây thì mình cũng có một cái cây lau màn hình đó. Nói chung là khá là nhiều và mức giá nó cũng rẻ thôi, tầm vài chục ngàn hoặc là 100 ngàn, 150 là các bạn có một cái bộ như vậy rồi. Thì các bạn có thể cân nhắc mua hoặc là từ từ mua cũng được. Cái thứ hai đó chính là như hồi nãy mình có nói đó là mình xài cái cục sạc zin nó mình hơi chán, hay là nó không xài được nhiều thiết bị cùng một lúc mà nó còn bự nữa, thì các bạn có thể cân nhắc mua một cái cục của Ugreen hay là của Anker có rất là nhiều cổng sạc. Phải lưu ý công suất nha các bạn. Chẳng hạn cái cục này của mình đó, thì sẽ sạc tốt cho được những cái dòng MacBook Pro 14 inch hoặc là 16 inch thế hệ trước, nói chung là từ 100W trở xuống. Còn nếu như mà mình muốn sạc cái máy MacBook Pro 16 inch mới của mình đó, thì mình phải cần một cái cục sạc có công suất cao hơn, tối thiểu là 140W thì mới có thể sạc được full của cái này. Thường thường nếu mà đã lên 140W thì cái cục sạc đa năng nó sẽ phải lên 200W hoặc là 300W thì nó mới sạc tốt được cho cái máy này ha. Cái điểm cuối cùng đó chính là một cục pin sạc dự phòng. Thì ở đây mình đang có một cái cục sạc pin dự phòng của Anker. Thì cái cục này nó có một cái dòng điện ra cực kỳ lớn, nó hoàn toàn có thể cung cấp được điện lên tới 140W cho con MacBook Pro 16 inch này của mình luôn. Cho nên một cái này là một điểm khá là hay. Những bạn nào mà làm editor chuyên nghiệp mà các bạn cần phải di chuyển nhiều bên ngoài á, thì các bạn nên cân nhắc mua cái cục pin này. Nó sẽ cung cấp điện tốt cho cái máy của bạn hoạt động lâu dài ha. Thì cái cục pin này mình sẽ có một bài review riêng về nó, mình sẽ gửi cho bạn sau ha. Bây giờ mình chỉ nói sơ qua rồi. Rồi, và đó là tất cả những cái gì mình muốn nói cho các bạn về những cái món đồ các bạn nên mua cho chiếc MacBook của các bạn nha. Các bạn nào có câu hỏi hoặc có tranh luận nào về những cái món mình mua thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.